Bác sĩ tiết lộ, nằm ngủ ba tư thế này không lo mất ngủ kinh niên, ngủ ngon ngủ say đến sáng, gan thận được thanh lọc và sống lâu đến 120 tuổi. Quý vị thân mến, cô bác có biết không, trung bình mỗi người chúng ta đều dành 1/3 cuộc đời để ngủ. Vì vậy, giấc ngủ tốt được ví như chìa khóa vàng mở ra tuổi thọ lâu dài. Ngược lại, việc nằm ngủ theo các tư thế không tốt, thói quen ngủ không đúng cách đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nhẹ thì mất ngủ, thức giấc giữa đêm, đau nhức xương khớp, huyết áp, nặng thì có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ đấy cô bác ạ. Vì vậy, việc chăm sóc tốt cho giấc ngủ là vô cùng quan trọng. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra ba tư thế ngủ cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Những tư thế này không chỉ giúp ngủ sâu từ đêm đến sáng mà còn giúp làn da trẻ trung, phòng ngừa bệnh tật, tăng cường trí não và kéo dài thêm 25 tuổi thọ. Vậy đó là những tư thế ngủ nào và tại sao chúng lại tốt cho sức khỏe? Xin mời cô bác cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mách bạn, ba tư thế ngủ cực tốt cho sức khỏe, đánh bay bệnh tật, sống khỏe sống thọ tới già. Thưa quý vị, bác sĩ cho biết một người không giữ mãi một tư thế ngủ suốt đêm mà có thể trở mình 20-45 lần và họ có thể trải qua rất nhiều tư thế ngủ như nằm nghiêng bên trái, bên phải, nằm ngửa, nằm sấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những tư thế cực tốt cho sức khỏe. Sau đây là các tư thế ngủ đầu tiên. Tư thế ngủ đầu tiên, ngủ ở tư thế nằm ngửa, đánh bay bệnh tật, thư giãn tinh thần, kéo dài tuổi thọ hơn 20 năm. Cô bác có biết đây là tư thế ngủ giúp phòng ngừa cả tá bệnh không ạ? Nếu đang thường xuyên nằm ngửa khi ngủ, thì chúng tôi xin được chúc mừng cô bác bởi hiện nay 99% những người sống thọ đang nằm ngủ theo cách này đấy ạ. Thế nhưng cũng có nhiều cô bác cho rằng cả đêm nằm ngủ 7-8 tiếng như thế, ai mà nằm mãi thẳng đầu ra dậy được, mỏi lắm. Vâng, dẫu biết là thói quen thì khó bỏ, nhưng chỉ cần cô bác cải thiện dần dần, nằm ngửa thẳng lưng sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe đấy ạ. Vậy tại sao nằm ngửa lại tốt cho sức khỏe? Các chuyên gia y tế cho biết, tư thế này không chỉ giúp bảo vệ cột sống mà còn giúp giảm triệu chứng đau mỏi vùng hông, vùng đầu gối của cơ thể. Khi nằm ngửa thẳng lưng, các cơ bắp và các cơ xương khớp được tự do thư giãn, xương cột sống được duy trì đúng vị trí. Đồng thời, tư thế ngủ này càng giúp cho máu được lưu thông khắp cơ thể một cách dễ dàng hơn, không gặp phải trở ngại nào. Ngoài ra, tư thế ngủ nằm ngửa kính lưng còn rất có lợi cho việc tăng chiều cao của các bé ở độ tuổi dậy thì, giúp giảm được các triệu chứng trào ngược axit dạ dày. Đồng thời, khi ngủ trong tư thế này, mặt của chúng ta sẽ không bị tì ép, giúp da mặt tránh hình thành các nếp nhăn. Được biết, theo phong thủy, người nào có tư thế nằm ngửa thẳng tắp như vậy, vận số sung sướng, tài lộc đầy nhà nữa đấy. Cô bác nhớ nhé. Tuy nhiên, tư thế ngủ nằm ngửa thẳng lưng lại không áp dụng cho những cô bác nào có chứng ngủ ngáy hoặc người mắc chứng khó thở. Để khắc phục những điều này và giúp cho giấc ngủ được thoải mái hơn, cô bác có thể dùng một chiếc gối kê dưới hai đầu gối để tạo ra một đường cong tự nhiên dưới phần hông. Chọn một chiếc gối mềm êm, không quá cao so với đầu và cũng có thể kết hợp thêm tư thế ngủ nằm nghiêng để giảm đi triệu chứng khó thở và ngáy này nhé. Tư thế ngủ thứ hai, hồi sinh gan thận cực tốt, đó chính là nằm nghiêng bên trái. Cho tôi hỏi, có cô bác nào đang thường xuyên ngủ nghiêng bên trái không ạ? Qua tìm hiểu và được các chuyên gia y tế chia sẻ, tôi biết được đây là phương pháp ngủ tốt nhất cho sức khỏe, phù hợp với mọi đối tượng, ngay cả những trường hợp khó ngủ và sức khỏe yếu như người cao tuổi hay bà bầu đấy ạ. Các nhà khoa học đã cho biết thói quen này tác động tới rất nhiều bộ phận trên cơ thể cũng như cơ quan nội tạng. Đầu tiên, việc nằm nghiêng về bên trái giúp cơ thể được nghỉ ngơi ngay từ khi ra đời. Trong khi bạn phải liên tục hoạt động để duy trì sự sống, việc hoạt động của tim bị ảnh hưởng bởi hàng loạt yếu tố từ chế độ ăn uống đến chất lượng không khí. Khi cô bác nằm nghiêng về bên trái, bạn đang cho phép trọng lực giúp tim bơm máu dễ dàng qua động mạch chủ, mang máu từ tim đến các bộ phận trong cơ thể. Điều này giúp trái tim làm việc nhẹ nhàng hơn, hồi sinh mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn,
thứ hai, giảm đau lưng. Việc thường xuyên đau lưng khi thức dậy có thể được giảm bớt bằng cách nằm ngủ vị trí bên trái. Việc này giúp giảm căng thẳng trên cột sống và giảm áp lực lên lưng trong khi ngủ. Khi chúng ta nằm nghiêng về bên trái, cơ bắp cần ít nỗ lực hơn để duy trì vị trí cho mọi cơ quan trong cơ thể, từ đó giúp cải thiện lưu thông máu và tạo ra tác dụng lớn, giảm viêm và đau nhức liên quan đến các bệnh về xương khớp. Thứ ba, hỗ trợ hệ thống bạch huyết. Đây là một mạng lưới các mạch màng chất lỏng trong suốt gọi là hệ thống bạch huyết. Hệ thống này đóng một vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và giúp loại bỏ các chất độc và chất thải khác. Do đó, tư thế nằm nghiêng về bên trái có thể giúp hệ thống bạch huyết lưu thông trơn tru hơn, hỗ trợ các chức năng lọc chất thải nhanh chóng và hiệu quả. Thứ tư, cải thiện tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa vẫn diễn ra bất kể cô bác ngủ như thế nào. Tuy nhiên, cô bác có thể giúp cơ thể thực hiện quá trình này tốt hơn bằng cách đơn giản là ngủ nghiêng về bên trái. Dạ dày của chúng ta nằm ở bên trái của bụng và khi nằm trong tư thế này, thức ăn có thể đi vào ruột già dễ dàng hơn, giữ cho dạ dày ở vị trí ổn định trên tuyến vị. Thứ năm, giảm nguy cơ ngáy. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi nằm nghiêng sang bên trái, điểm hối của dạ dày và thực quản nằm cao hơn mức axit dạ dày, tránh tình trạng ợ nóng, chướng bụng, đầy hơi. Ngoài ra, nằm nghiêng bên trái cũng ngăn ngừa bệnh ngáy vì nó giữ được lợi và cổ họng ở vị trí trung lập, giúp hít thở dễ dàng hơn trong khi ngủ. Tư thế thứ ba, tư thế nằm úp thìa, giúp gia đình hạnh phúc và thọ hơn trăm tuổi. Nói đến việc ngủ này thì nhiều cô bác có phần e ngại vì nằm tư thế này nhiều khi không thoải mái, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh. Thế nhưng đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm các bác ạ. Thực tế, như ông bà tôi đã ngủ tư thế này suốt bao nhiêu năm và chẳng mấy khi bệnh tật hay mất ngủ. Không biết cô bác có hay thấy đôi vợ chồng nào đến ngoài 80 tuổi vẫn còn đợi nhau cùng đi ngủ không ạ? Ông kể với tôi, ngày xưa bà tính nhát sợ bóng tối và sấm sét nên khi ngủ lúc nào cũng phải có ông bên cạnh, nằm nghiêng cũng phải có ông phía sau mới yên tâm ngủ ngon. Dần thành thói quen đến tận bây giờ, và cũng có khi nào nhờ tình yêu tuyệt vời cùng với tư thế ngủ thoải mái đã giúp ông bà tôi sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày đấy. Cô bác ạ, theo như tôi đã tìm hiểu và được biết từ tư thế ngủ úp thìa là khi cả hai người cùng nghiêng sang một bên và áp sát người với nhau, tiếp xúc da kề da, giúp chúng ta dễ vào giấc ngủ thoải mái và sâu hơn. Cô bác có thể áp dụng tư thế này với người thân, vợ chồng con cái đều có hiệu quả, bởi tư thế ngủ úp thìa này rất tốt cho sức khỏe của cả hai người, hỗ trợ rất nhiều cả về mặt tinh thần và giúp giảm đi triệu chứng ngủ ngáy. Các chuyên gia còn cho biết tư thế nằm ngủ úp thìa cũng được xem như một cử chỉ thân mật, giúp cơ thể giải phóng hormone oxytocin có tác dụng giải tỏa căng thẳng, tăng sự hưng phấn, lãng mạn, tình cảm gần gũi, hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, tôi thấy ngủ úp thìa còn có thể tiết lộ những điều khá thú vị về mối quan hệ của các cặp vợ chồng đấy. Cô bác ạ, nếu người chồng nằm sau thì cho thấy người chồng rất có trách nhiệm với gia đình, luôn muốn chăm sóc và bảo vệ vợ của mình. Ngược lại, nếu người vợ nằm sau thì tư thế này cho thấy người phụ nữ thể hiện vai trò quan trọng trong hôn nhân, họ dường như gánh vác trách nhiệm trong mối quan hệ và là người bảo vệ nhiều hơn. Vừa rồi chương trình đã chia sẻ 3 tư thế không chỉ giúp cô bác ngủ ngon lành một mạch đến sáng mà còn bảo vệ xương khớp, giúp tim khỏe mạnh, bách bệnh tiêu tan. Bên cạnh đó, cũng có những bí quyết đơn giản từ những thói quen hàng ngày của cô bác cũng góp phần không nhỏ tạo nên giấc ngủ trọn vẹn và kéo dài tuổi thọ. Cô bác hãy tiếp tục theo dõi và áp dụng nhé. Cô bác hãy tắt nguồn điện thoại hoặc để chế độ máy bay từ 1 đến 2 giờ trước khi ngủ. Ánh sáng xanh mà các thiết bị điện tử phát ra như điện thoại, TV, máy tính đã được chứng minh sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, khiến cho đầu óc của chúng ta duy trì trạng thái căng thẳng và ngăn cản giấc ngủ. Vì vậy, để ngủ ngon cô bác hãy tắt các thiết bị điện tử 1 đến 2 tiếng trước giờ ngủ. Nếu cô bác có thói quen đọc sách trước khi ngủ, hãy chọn sách giấy thay vì iPad nhé.
Vì khi đọc sách trên màn hình, việc ngủ sẽ khó hơn và mức độ hormone melatonin, hormone giúp cân bằng chu kỳ ngày đêm cho cơ thể, sẽ sản sinh ra thấp hơn, khiến cho giấc ngủ không sâu và cô bác có thể thấy thiếu tỉnh táo, đau đầu qua mắt khi thức dậy. Các bài tập thể dục nhẹ nhàng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho giấc ngủ. Nhóm bài tập thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ có thể giúp cô bác giải phóng một số căng thẳng và lo lắng tích tụ suốt một ngày dài. Chỉ cần 15 đến 20 phút tập những động tác yoga cơ bản, đi dạo bộ hay tập thái cực quyền để điều hòa nhịp thở và thả lỏng các cơ, cô bác sẽ thấy tinh thần và thân thể mình dù đi nhiều bình tĩnh hơn và khỏe mạnh hơn. Với đầu óc nhẹ nhàng khi nằm lên giường, cô bác cũng dễ tập trung ngủ hơn, không bị quấy rầy bởi những suy nghĩ về các chuyện xảy ra trong ngày. Còn nếu nằm trên giường mà cô bác vẫn không ngủ được trong vòng nửa giờ hoặc lâu hơn, hãy rời khỏi phòng ngủ để làm một việc gì đó thư giãn. Nằm trằn trọc lâu quá sẽ khiến chúng ta khó chịu, sốt ruột và mất ngủ hơn đấy ạ. Hãy luôn giữ cho chăn êm ái, ấm áp và thơm tho khi ngủ. Một chiếc giường êm ái với chăn gối thoải mái sẽ tạo cảm giác an toàn, được yêu thương và bao bọc. Hãy thường xuyên thay mới giỏ gối, chăn, ga giường để đảm bảo vệ sinh và giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Ngoài ra, ngủ trong một không gian yên tĩnh cũng rất quan trọng để dỗ giấc ngủ và có một giấc ngủ sâu. Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với tiếng ồn tần số thấp và tiếng ồn giao thông khiến chúng ta khó mà ngủ nghỉ hợp lý được. Do đó, nếu nhà cô bác ở ngay giữa vùng đô thị, có thể xem xét việc thay thế cửa sổ bằng loại chống ồn. Mặt khác, những mùi hương dễ chịu, ví dụ như hương hoa oải hương, hoa nhài, hoa cúc, có thể giúp chúng ta xoa dịu hai thái dương và não bộ, thư giãn thần kinh, khiến toàn cơ thể hoàn toàn thả lỏng và dần dần cảm thấy buồn ngủ và ngủ ngon hơn. Tuân theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Nhịp sinh học của cơ thể được hình thành giúp cơ thể hoạt động phát huy hiệu quả tốt nhất. Giấc ngủ cũng cần tuân theo nhịp sinh học cụ thể. Cô bác cần xây dựng cho bản thân một thói quen thức ngủ đúng giờ, đều đặn hàng ngày. Khi đã quen với nhịp sinh hoạt này, cơ thể sẽ tự dậy và không có cảm giác mệt mỏi khi đã ngủ đủ giấc. Tiếp theo, cô bác không nên ngủ nướng vào những ngày nghỉ hoặc thức muộn vào đêm hôm trước để ngủ bù vào sáng hôm sau, vì như vậy sẽ làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe. Lưu ý nữa là cô bác chỉ nên ngủ trưa vừa đủ. Ngủ trưa 15 đến 20 phút là khoảng thời gian phù hợp để cơ thể nghỉ ngơi ngắn, bù lại năng lượng đã mất. Nếu ngủ quá dài, cô bác dễ bị khó ngủ, trằn trọc vào ban đêm. Ngược lại, ngủ quá ít hoặc thức hoàn toàn sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn vào buổi chiều. Giấc ngủ chính là nhiên liệu giúp cho các bộ phận cơ thể hoạt động tốt nhất. Thông qua giấc ngủ, cơ thể chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và tái tạo lại sức lực sau mỗi ngày hoạt động. Vì vậy, việc chăm sóc giấc ngủ là điều cần bản thân luôn quan tâm. Và bên cạnh cách ngủ đúng, các bác hãy tận dụng thêm hai động tác này trước khi ngủ. Thận khỏe như voi, mất ngủ lâu năm cũng ngủ một mạch đến sáng. Có thể nhiều cô bác chưa biết rằng 10 phút trước khi đi ngủ là giai đoạn vàng để nuôi dưỡng sức khỏe. Vì vậy, nếu cô bác tận dụng đúng cách, 10 phút này sẽ vô cùng có lợi cho sức khỏe. Người xưa thường nói rằng cơ thể nhẹ nhàng khi không có độc tố, và cơ thể thông qua việc giải độc lớn nhất chính là bàng quang. Cô bác có thể hiểu đơn giản như thế này: chất độc từ bên ngoài tích tụ vào rất nhiều nơi trong cơ thể chúng ta, nhưng cuối cùng sẽ quay trở về bàng quang để được thải ra ngoài. Và cơ quan chủ yếu cung cấp năng lượng cho bàng quang chính là thận. Chỉ khi thận khỏe, bàng quang mới có thể được đả thông, chất độc thải hết ra ngoài khiến cô bác có thể ngủ ngon. Theo các bác sĩ, trước khi ngủ, cô bác chỉ cần dành ra 10 phút để thực hiện hai động tác này, chúng ta có thể đặt lưng xuống và ngủ ngay. Hãy cùng tôi thực hiện ngay tối nay cô bác nhé. Động tác đầu tiên, đặt một bàn tay dưới eo khi nằm để nuôi dưỡng thận. Cô bác thực hiện như sau: trước khi đi ngủ, đặt một bàn tay dưới phần eo, lưng và nằm ngửa trên giường. Sau 5 đến 10 phút, cô bác sẽ cảm nhận được hơi nóng lan dần khắp cơ thể.
Theo các danh y, hai tay của chúng ta có hai phần huyệt lao cung ép hai quả thận. Hơi nóng của hai bàn tay sẽ trực tiếp làm ấm hai quả thận, đẩy hơi lạnh trong thận ra ngoài. Thông qua hành động này, mồ hôi sẽ được bài tiết ra ngoài cơ thể. Đặc biệt, thời gian lý tưởng nhất để thực hiện động tác này là từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ vào buổi tối. Đây là thời gian vàng để thực hiện, lúc này khí đất là mạnh nhất. Khí đất thông qua huyệt lao cung đi vào cơ thể, truyền qua huyệt lao cung trực tiếp vào hai quả thận, kèm theo hơi nóng ở hai bàn tay và khí ở năm hành làm ấm hai quả thận. Khi mới bắt đầu, khi hai bàn tay bị lưng eo ép xuống, cô bác sẽ thấy rất tê tay, nhưng sau 3 đến 5 ngày cơ thể sẽ thích nghi dần, lúc này hai tay sẽ cảm thấy thư giãn. Đối với động tác này, cô bác nào uống nhiều rượu trắng sẽ đổ mồ hôi, có khi phần eo cũng đổ mồ hôi, điều này đều là hiện tượng tốt mà thận khí đang được lấp đầy. Động tác thứ hai, rướn người tay móc ngón chân. Sau khi thận đẩy, chúng ta sẽ bắt đầu mở thông tuyến bàng quang. Cô bác nhé, cô bác hãy thực hiện động tác theo tôi nhé. Ngồi duỗi thẳng hai chân với nhau, rướn hai tay về phía trước, chạm đến đầu các ngón chân, từ từ ấn cơ thể xuống. Đây là một cách giúp kích bàng quang thải độc, làm ít nhất 15 đến 30 phút. Nếu cơ thể ép xuống chân càng ít, càng chứng tỏ độc tố tích tụ càng nhiều. Chỉ cần cơ bắp đùi sau có cảm giác căng là được. Thời gian đầu khi mới tập, cô bác có thể chưa quen với việc rướn người và tay chạm được đến các ngón chân, nhưng chỉ cần bắt đầu tập một vài lần là sẽ cảm thấy dễ thực hiện hơn rất nhiều. Hai động tác nhỏ này đơn giản nhưng có hiệu quả, mỗi ngày nên kiên trì thực hiện, không những không tốn tiền, không tác dụng phụ, bổ thận giải độc cũng có thể kéo dài tuổi thọ 15. Vì vậy, cô bác đừng ngần ngại mà hãy bắt đầu thực hiện từ ngay bây giờ nhé. Phần tiếp theo, mời cô bác chú ý 4 dấu hiệu chứng tỏ thận đang có vấn đề, hãy đi khám ngay kẻo có ngày sinh bệnh thỏ non. Cô bác thân mến, y học cổ truyền có câu muốn sống lâu hơn thì hãy bảo vệ thận. Còn Tây y thì cho biết nếu con người có thể chăm sóc thận tốt và giảm sự xuất hiện của các bệnh về thận thì tuổi thọ tổng thể của con người sẽ tăng lên. Trong khi đó, bệnh thận được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng. Điều này có nghĩa là đôi khi thận đã bị tổn thương mà cô bác có thể không cảm thấy gì cho đến một ngày khi các triệu chứng đã rõ ràng. Có nhiều khả năng cô bác đã bị suy thận, thậm chí là ung thư thận. Vì vậy, nếu đi ngủ mà cô bác có những dấu hiệu sau đây thì đi khám ngay, kẻo quả thận đang kêu cứu đấy nhé. Dấu hiệu đầu tiên, dễ bị mất ngủ hay mơ. Các chuyên gia cho biết thận khí không đủ cũng sẽ mang lại tác động tiêu cực. Một số người có thận khí không đủ trong thời gian dài thường có biểu hiện chính là chất lượng giấc ngủ giảm, rất dễ bị mất ngủ và mơ nhiều. Nếu cô bác thường xuyên không thể ngủ vào ban đêm và chất lượng giấc ngủ giảm rõ ràng thì tốt nhất cần bổ sung thận khí kịp thời. Bằng cách này, chức năng thận được cải thiện, chức năng thần kinh thực vật vẫn ổn định và chất lượng giấc ngủ sẽ được cải thiện. Thứ hai, tiểu đêm thường xuyên. Thông thường, chúng ta đi tiểu ban đêm là một lần trước khi đi ngủ và một lần vào buổi sáng trước khi ngủ dậy. Nếu đi tiểu nhiều lần hơn mức này khi ngủ có thể là dấu hiệu của bệnh suy thận đấy cô bác à. Thận suy yếu khiến người bệnh đi tiểu nhiều lần hơn là do lúc này khả năng tái hấp thu nước trong thận bị suy yếu, lượng nước thải tăng lên hơn mức bình thường khiến người bệnh thường xuyên muốn đi tiểu. Tình trạng này đặc biệt thường xảy ra ở người lớn tuổi khi chức năng thận không còn khỏe mạnh. Dấu hiệu thứ ba, miệng đắng và miệng hôi. Khi chất thải tích tụ trong máu mà không thể được thải ra ngoài có thể dẫn đến tình trạng tăng ure huyết, biểu hiện qua mùi hôi ở miệng. Ngoài ra, nồng độ cao các chất độc hại trong máu có thể làm thay đổi mùi vị thức ăn, đồng thời để lại vị kim loại trong miệng. Điều này cũng góp phần gây chán ăn và thiếu dinh dưỡng ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận. Dấu hiệu thứ tư, co rút cơ khi ngủ. Chuột rút chân hoặc những vị trí khác là một trong các dấu hiệu suy thận. Mất cân bằng nồng độ natri, kali, canxi và các chất điện giải khác gây gián đoạn hoạt động của cơ và thần kinh.
Trong Đông y có câu nói nổi tiếng thận khí đủ thì bách bệnh trừ, ý chỉ rằng nếu thận khỏe thì người sẽ khỏe, mọi bệnh tật tự tiêu tan. Để thận luôn khỏe mạnh, ngoài hai động tác trên, cô bác có thể học thêm 5 cách chăm sóc và dưỡng thận khỏe mạnh giúp kéo dài tuổi thọ. Chăm sóc đôi chân để dưỡng thận hiệu quả. Cách đơn giản là cô bác hãy giữ ấm cho đôi chân của mình, bởi vì kinh mạch cơ thận đều phát ra từ gan bàn chân. Nhưng nơi này lại là nơi sẽ bị lạnh nhất. Vì vậy, nơi cô bác muốn bảo vệ thận, trước tiên hãy bảo vệ đôi chân của mình bằng cách luôn giữ ấm cho chúng. Hãy vệ sinh đôi chân sau khi tiếp xúc với bùn đất. Lòng bàn chân của chúng ta có rất nhiều huyệt vị, đặc biệt là huyệt dũng tuyền. Theo cách Trung y, thận xuất phát từ huyệt dũng tuyền, nên trước khi đi ngủ, massage huyệt vị này sẽ giúp thư giãn cho bàn chân và có tác dụng dưỡng thận cố tinh. Nếu cô bác muốn bảo vệ thận của mình, hãy chú ý giữ ấm chân khi đi ngủ, cũng không nên đi chân trần ở những nơi ẩm ướt quá lâu. Chăm sóc chân thật tốt có nghĩa là cô bác đã chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình và giúp cô bác sống khỏe mạnh và trẻ lâu. Thứ hai, uống nước dưỡng thận. Như mọi người đều biết, cơ thể con người 3/4 là nước, nên nước không thể thiếu trong mọi hoạt động của cơ thể. Chúng ta nếu thiếu nước, cơ thể chúng ta mệt mỏi và không thể trao đổi chất, dẫn đến việc các chất độc ứ động gây nhiễm độc thận. Bởi vậy, muốn bảo vệ thận, uống đủ nước là một việc làm quan trọng nhất. Cô bác cần tạo thói quen thường xuyên uống nước chứ không nên chờ khát mới uống. Nếu cô bác cảm thấy khát, có nghĩa là cơ thể cô bác đang phát ra tín hiệu cảnh báo thiếu nước rồi. Thứ ba, nuốt nước bọt thường xuyên. Theo thuyết dưỡng sinh của Trung Quốc từ xưa, nước bọt được đánh giá cao có tác dụng nhuận năm quan, tăng cường gân cốt, lưu thông máu và tăng tuổi thọ. Nước ngọt trong khoang miệng của chúng ta có thể được chia làm hai phần, nước ngọt trong và nước ngọt đục. Nước bọt trong có dạng loãng, liên quan đến tiêu hóa do tạm dị tiếp xúc, còn nước bọt đục có dạng đặc biệt, liên hệ mật thiết tới thận. Trong nước bọt có chứa nhiều hoạt chất quan trọng, có tác dụng tăng khả năng miễn dịch, giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi hơn. Việc nuốt nước bọt thường xuyên là một trong những phương pháp dưỡng thận rất tốt. Nó cũng là phương pháp dưỡng sinh hiệu quả. Thứ tư, đại tiện cần được thông suốt. Thận là cơ quan bài tiết trong cơ thể con người, đại diện cho quá trình bài tiết của đại tiện và tiểu tiện. Nếu đại tiện không đều, đại tràng bị ứ tắc sẽ dẫn đến táo bón. Điều này không chỉ gây khó chịu, tức ngực, khó thở mà còn làm tổn thương đến thận, kéo theo đau lưng, mệt mỏi, buồn nôn và ói mửa. Vì vậy, đại tiện được thông suốt là một trong những cách để dưỡng thận rất tốt. Khi thận yếu có thể gây ra đường ruột cũng yếu, gây chóng mặt và đi vệ sinh khó khăn. Ngoài ra, còn có hiện tượng phân lỏng, tiêu hóa khó, đau lưng, chóng mặt và ù tai ở những người bị suy thận và nhiễm độc niệu. Theo các trung y, khi đại tiện khó, cô bác nên dùng hai bàn tay áp vào chỗ sau lưng, massage mạnh vị trí này để kích phát khí ở thận, làm giàu quá trình đào thải ở thận nhanh hơn, đồng thời giúp thắt lưng, xương sống đỡ mỏi hơn. Nên massage và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên để cải thiện tình hình. Tuyệt đối không nhịn tiểu. Thận bài tiết các chất cặn bã ra ngoài. Khi nước tiểu trong bàng quang đạt đến một mức độ nhất định, cơ quan này sẽ kích thích thần kinh sinh ra phản xạ muốn bài tiết nước tiểu ra ngoài. Vì vậy, nếu cô bác cảm thấy buồn tiểu chắc phải giải quyết ngay, không nên nhịn. Nếu cô bác nhịn tiểu, không những cô bác cảm thấy khó chịu mà còn làm ứ tắc các chất cặn bã trong cơ thể, lâu dần thành sỏi thận, đồng thời làm chảy máu và ung thư bàng quang. Nếu cô bác đi tiểu không hết tiểu sạch cũng sẽ làm cho nhiễm trùng đường tiết niệu. Một phần trong chúng ta sẽ được tái hấp thu gây tổn hại đến thận, lâu dần gây nhiễm độc niệu. Phần tiếp theo, mời cô bác cùng lắng nghe lời Phật dạy giúp tinh thần bình an, tỉnh tại, vui vẻ mỗi ngày. Phật dạy về tha thứ, buông bỏ, từ bi, hỷ xả thì nắm được cả tương lai. 1. Không cần quan tâm ai nói xấu mình sau lưng. Làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn.
sao không đi con đường của mình mặc kệ người khác nói? Làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí. Bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác, bởi nếu làm như thế thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét, đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình. Không ai có cuộc đời giống ai, nên bạn hãy ngưng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác. Tha thứ cho người khác chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư thì nên từ bi, hỷ xả, hoan hỷ với mọi lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả. Bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ, trong cuộc sống, khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận cũng không cần phải đắn đo. Bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu. Sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. 2. Trên đời này không có gì là hoàn hảo và cũng không có con người hoàn hảo. Ai cũng có sai lầm, đừng cố chấp về mọi thứ, hãy cố gắng bao dung cho khiếm khuyết. Mỗi người trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng từng phạm sai lầm. Cuộc sống không hoàn hảo và có luôn vẻ đẹp trong những thiếu sót. Đời người chúng ta chỉ sống có một lần, cả đời còn lại rất đắt. Xin đừng lãng phí thời gian và công sức vì những điều tồi tệ và đừng vướng bận. Trong cuộc sống không cần cầu toàn, không cần hoàn mỹ, không cần hưởng thụ mọi thú vui, không cần làm mọi việc có chừng mực. Đây chính là một loại khoan dung cho người khác và đó cũng chính là sự chậm trễ cho chính bạn. Trên con đường phía trước của cuộc đời, chúng ta phải hiểu rằng không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc có hậu và không phải ai cũng có thể tốt đẹp như hồi ta mới gặp. Luôn có một số người và một số việc mà bạn phải đối mặt. Bạn phải làm quen với những cuộc chia tay đột ngột không lời từ biệt. Đừng tức giận vì lỗi lầm của đối phương. Suy cho cùng thì cũng có khi đối phương đã quên, còn bạn vẫn đau khổ dằn vặt bản thân. Tại sao phải làm khổ mình thế? Có ai là hoàn hảo đâu. Nếu cảm thấy không chấp nhận được khuyết điểm của nhau, không thể hòa hợp thì giải thoát cho nhau có sao đâu. 3. Trân trọng cuộc đời của mình. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất quý giá, hãy làm những điều tốt đẹp cho đời và trân trọng nó. Khi bạn gặp phải vấn đề khó khăn, bạn sẽ tức giận một cách mù quáng. Điều này sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ trên đường có một đống phân, người qua đường thấy thì tránh, lão nông thì xúc về nhà bón phân cho cây trái tươi tốt. Cách chúng ta đón nhận mọi thứ quyết định cuộc đời chúng ta sẽ ra sao. Bạn sống quá mệt mỏi vì để quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn sống quá khổ vì bạn quá cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình mà quên đi những hạnh phúc bình dị xung quanh. Bạn đang sống một cuộc sống không thoải mái vì bạn sống quá nghiêm túc. Bạn quá coi trọng danh lợi, dục dinh. Bạn sống quá hoang mang vì có quá nhiều thứ phải buông bỏ, luôn tham lam, không muốn từ bỏ, không thể xác định rõ hướng đi của cuộc đời mình. Cần nhiều năm để sưởi ấm một trái tim, nhưng chỉ một khoảnh khắc để làm nguội lạnh một trái tim hay phá hủy cuộc đời một con người. Hãy cẩn thận, đừng lo lắng về hiện tại và đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Không có trải nghiệm nào trong đời là vô ích. Vì vậy, chúng ta cứ bước đi và bầu trời nhất định sẽ tỏa sáng. Khi bạn có tâm trạng tốt, tầm nhìn của bạn sẽ rộng mở hơn, mặt trời sẽ chiếu sáng rực rỡ. Nếu bạn có tâm trạng xấu, bạn sẽ không thể bình yên. Cảm xúc của bạn sẽ ảm đạm và hạnh phúc của bạn sẽ ở rất xa. Suy cho cùng, tâm trạng không phải là toàn bộ cuộc sống, nhưng nó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống. 4. Bớt phàn nàn để thêm hạnh phúc. Trong cuộc sống, hãy bớt phàn nàn, hãy bao dung và thấu hiểu hơn. Đừng nổi nóng vì lỗi lầm của người khác. Đó thực sự là một sự giải thoát cho chính bạn.
Nếu bạn dùng lỗi lầm của người khác để khiến bản thân khó chịu, thì cái mất nhiều hơn cái được. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác. Đừng nghi ngờ cuộc sống của chính mình, đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn về cuộc sống của chính mình và ghen tị với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn là điều vô ích, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, khiến mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Nếu bạn đang hoang phí quá nhiều và bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, bạn sẽ mất đi tự tin và mất sức sống. Cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bản chất của con người là hy vọng tránh xa sự thất vọng, đau đớn và phiền muộn, và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi. Nếu có vấn đề gì đi ngược lại xảy đến thì con người ta sẽ bắt đầu khó chịu và phàn nàn. Nếu bạn quá gắn bó với một tình huống hoặc sự kiện nhất định, bị ám ảnh quá mức bởi những cảm xúc tích cực đi kèm và cố gắng chống lại trải nghiệm tiêu cực, bạn sẽ rơi vào thất vọng giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Bạn sẽ tự làm khổ chính mình. Đời người là khách qua đường đến rồi đi vội vã. Trên đường đời này, danh lợi đều là hư không, cần phải xem nhẹ. Ai có thể tươi cười mà sống mới là người thông minh thực sự. 5. Tha thứ cho người khác là đối xử tốt với chính mình. Phật dạy cách để tha thứ. Chỉ bằng cách buông bỏ mọi thứ và giải phóng bản thân, bạn mới có thể sống tự do. Buông bỏ lỗi lầm của người khác và giải phóng trái tim của chính bạn. Đời người ngắn ngủi và thực sự không thể đoán trước được điều gì. Những điều cô bác muốn làm, những người cô bác muốn yêu, những nơi cô bác muốn đến, hãy cố gắng sống cho hiện tại. Giữ gìn sức khỏe bản thân cũng là một loại trách nhiệm. Đừng để đến khi nằm trong phòng bệnh rồi mới hối hận vì nhiều thứ. Hãy ghi nhớ những lợi ích mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay và áp dụng chúng để giúp cơ thể mình luôn được khỏe mạnh nhé. Quý vị đang xem chương trình trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mời quý vị xem chương trình tiếp theo ngay sau đây. Những người tuyệt đối không nên ăn dưa cà muối vì cực độc. Xin chào quý vị. Dưa cà muối là một món ăn phổ biến trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở châu Á, nơi nó được coi là một món ăn kèm ngon miệng và bổ dưỡng. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều lợi ích sức khỏe, không phải ai cũng nên thưởng thức món này. Các thành phần và quá trình lên men của dưa cà muối có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của một số nhóm người nhất định. Trong video này, chúng ta sẽ chỉ ra những nhóm người tuyệt đối không nên ăn dưa cà muối và lý do tại sao họ nên tránh món ăn này để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Trước tiên mời quý vị tìm hiểu qua một vài lợi ích khi ăn dưa muối. Dưa muối chứa nhiều các lợi khuẩn probiotic rất tốt cho sức khỏe. Ngâm muối là một hình thức của quá trình lên men. Khi các loại rau và trái cây lên men, vi khuẩn có lợi giúp phá vỡ cellulose khó tiêu hóa trong thực phẩm, cũng như một số các đường tự nhiên. Những lợi khuẩn giúp giữ cho thực phẩm lên men ít có khả năng bị hư hỏng và làm tăng vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn khi ăn. Cung cấp các chất chống oxy hóa cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong trái cây và rau quả có tác dụng chống lại các gốc tự do chính là các vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, E, beta-carotene, selen, kẽm. Các gốc tự do là những hóa chất không ổn định được hình thành do chuyển hóa các chất trong cơ thể. Nó làm tổn thương tế bào và dẫn đến các vấn đề về tim mạch, ung thư và lão hóa cơ thể. Thực phẩm nào khi nấu lên, nhất là các loại rau củ, đều có thể bị mất đi do tác dụng của nhiệt. Cho nên ăn dưa muối vì không qua đun nấu có thể giữ lại các chất chống oxy hóa gần như nguyên dạng. Tuy có nhiều mặt có lợi như vậy nhưng dưa muối cũng tiềm ẩn các nguy cơ sau nếu lạm dụng. Ung thư dạ dày, các thực phẩm ngâm quá nhiều muối làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy người thường xuyên sử dụng các thực phẩm ngâm muối, tỷ lệ ung thư dạ dày cũng cao hơn đáng kể. Tăng huyết áp, để bảo quản bất kỳ loại thực phẩm nào bằng việc ngâm muối thì lượng muối trong đó cần ít nhất 5%. Nếu bạn ăn quá nhiều dưa muối có nghĩa là bạn nạp một lượng lớn natri vào cơ thể, làm tăng nguy cơ bệnh tăng huyết áp và nhiều nguy cơ khác cho sức khỏe. Những người nào không nên ăn dưa muối? 1.
Những người bị đau dạ dày, ăn dưa muối dễ gây kích thích tăng tiết dịch axit dạ dày, làm phát triển hội chứng trào ngược dạ dày thực quản và dễ làm khởi phát viêm loét dạ dày có sẵn. 2. Người mắc bệnh tăng huyết áp, tim mạch. Dưa muối chứa hàm lượng natri cao là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp, cho nên người bị tăng huyết áp không nên ăn dưa muối. 3. Bệnh thận, nhất là bệnh nhân đã bị suy thận khả năng đào thải natri kém, nên ăn dưa muối làm ứ đọng muối trong cơ thể gây phù, tăng huyết áp. 4. Người có bệnh về đường tiêu hóa, người bị viêm đại tràng mạn, người thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa không nên ăn dưa muối. Về bản chất, dưa muối có nhiều lợi khuẩn có thể rất tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, các loại dưa muối, nhất là dưa muối sổi, ngâm giấm nhanh có thể không đảm bảo loại trừ hoàn toàn được các loại vi sinh vật gây bệnh có sẵn trong thực phẩm. Do vậy có thể làm đường tiêu hóa của bạn có vấn đề hơn. 5. Phụ nữ mang thai. Khi mang thai, dường như đường tiêu hóa của mẹ bầu trở nên nhạy cảm hơn, nhất là khi nghén. Trong khi dưa chua có thể trở thành một thực phẩm kích thích, làm tăng cảm giác đầy bụng, buồn nôn. Hơn nữa, bạn sẽ không chắc chắn về độ an toàn của các thực phẩm và các chất phụ gia có thể thêm vào dưa muối có ảnh hưởng như thế nào đến bạn và em bé trong bụng. Đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ, bạn cần phải ăn nhạt để tránh phù, nhiễm độc thai nghén, cho nên mẹ bầu không nên ăn dưa muối. 6. Trẻ em dưới 5 tuổi, chức năng thận của trẻ chưa hoàn chỉnh nên việc ăn nhiều dưa muối cũng ảnh hưởng đến việc đào thải muối ra khỏi cơ thể. Mặt khác, hệ tiêu hóa của bé cũng chưa hoàn chỉnh nên bé sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa. 7. Người đang ốm, chất solanin trong cà muối có thể gây độc và gây hại đối với người đang ốm. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn bằng cách làm cho lựa chọn ăn uống lành mạnh và cân nhắc trước khi tiêu thụ các loại thực phẩm có thể gây hại. Thưa quý vị, dưa muối là món ăn ngon có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu chúng ta không thuộc 6 nhóm người trên thì nên ăn dưa muối, nhưng điều quan trọng ở đây là ăn thế nào để dưa muối thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe. Hãy ăn điều độ, ăn một lượng vừa phải dưa muối được dùng như một món ăn bổ trợ trong bữa ăn, giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn và sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hơn. Chỉ ăn khi dưa đã chua có màu vàng, vì thơm ngon, không ăn dưa cà muối sổi, dưa bị khú vì những loại này chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Trước khi ăn nên rửa nhiều lần, giặt sạch dưa để giảm độ mặn và độ chua của dưa muối. Dưa muối ăn thừa không cho lại vào lọ vì dễ làm hỏng dưa có sẵn trong lọ. Dùng muỗng, đũa sạch để gắp dưa, đậy kín lọ và nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Nên ăn dưa nhà tự muối dưa các loại rau và quả của riêng nhà bạn có thể giúp bạn điều chỉnh được lượng muối thêm vào và đảm bảo được thực phẩm sạch, không chất phụ gia, không chất bảo quản. Dụng cụ muối sạch, lọ thủy tinh, lọ sứ, gốm, lọ inox chuyên dụng sẽ bảo vệ các sản phẩm an toàn. Khi dưa chua nên bảo quản trong tủ lạnh sẽ giữ nguyên được hương vị dưa muối. Ăn dưa, cà muối đã đủ độ chín, muối dưa cà theo cách làm truyền thống là quá trình lên men lát tích tự nhiên. Nhờ có men nên những món dưa, cà muối khi ăn có tác dụng kích thích tiêu hóa và giúp ăn ngon miệng. Dù vậy, nếu dưa, cà muối chưa muối đủ thời gian thì khi ăn sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Cụ thể, nếu dưa, cà muối chưa đủ thời gian thì hàm lượng nitrit trong rau củ còn cao. Khi ăn vào cơ thể sẽ kết hợp với một số amin có trong các loại thực phẩm như tôm, cá, mắm tôm tạo ra hợp chất có nguy cơ gây ung thư. Còn nếu dưa, cà muối đã đủ độ chín thì hàm lượng nitrit sẽ mất hẳn, vậy nên sẽ không gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Ăn dưa, cà muối từ nguyên liệu sạch, dưa, cà muối có thể gây độc cho cơ thể nếu được làm từ những loại rau còn tồn đọng dư lượng thuốc trừ sâu hay chất kích thích tăng trưởng. Bên cạnh đó, nhiều người khi muối dưa bán cũng có dùng các chất phụ gia để bảo quản, chống úng, hối. Việc lạm dụng chất phụ gia này trong thời gian dài cũng gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Vậy nên hãy chọn mua dưa, cà muối ở những nơi uy tín, những sản phẩm có bao bì nhãn mác rõ ràng để bảo vệ sức khỏe của chính bạn. Ăn dưa, cà muối trong hũ sành,
Gốm, không nên ăn các loại dưa, cà được muối trong các thùng nhựa đựng sơn, vì những hóa chất tồn dư trong thùng có thể hòa tan vào trong dưa, cà muối và gây nguy cơ ung thư. Chỉ nên muối dưa, cà trong những hũ sành, gốm không có hoa văn loè loẹt hoặc những hũ nhựa PVC trắng dùng cho thực phẩm. Thưa quý vị, dưa cà muối không sạch có thể gây ngộ độc botulinum. Botulinum là độc tố do vi khuẩn Clostridium sản sinh trong môi trường yếm khí. Chính vì vậy, cà muối, dưa muối hay bất kỳ loại thực phẩm muối chua nào nếu không được chế biến sạch sẽ, cẩn thận trong môi trường kín khí đều có thể gây ra độc tố. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cách lên men thực phẩm phổ biến hiện nay là lên men tự nhiên, phân giải hợp chất hữu cơ như đường, protein thành axit lactic và các axit amin. Với quá trình này, người ta thường dùng muối ăn để muối chua thực phẩm. Thành phẩm sẽ có vị chua đặc trưng, tăng kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng, kích thích tiêu hóa và giúp tăng cường sức đề kháng, tính miễn dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các thực phẩm như cà, dưa muối có thể nhiễm độc tố botulinum nếu chế biến không cẩn thận. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng cho rằng, ngoài đầu vào của thực phẩm không sạch, nếu thực phẩm được chế biến không bảo đảm an toàn, có nhiễm bào tử vi khuẩn và được đóng gói kín trong chai, hộp, túi sẽ tạo điều kiện vi khuẩn phát triển và tiết ra độc tố botulinum trong sản phẩm. Cà muối, dưa muối hay bất kỳ loại thực phẩm muối chua nào nếu không được chế biến cẩn thận, trong môi trường kín khí đều có thể gây ra độc tố. Botulinum có độc lực mạnh hơn độc tố của tất cả các vi khuẩn khác, người ăn có thể gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, theo các chuyên gia khuyến cáo, để bảo đảm an toàn cho các thực phẩm lên men truyền thống, phương pháp chế biến phải bảo đảm an toàn từ nguyên liệu đến quy trình lên men thực phẩm. Cụ thể, từ khâu lựa chọn thực phẩm phải bảo đảm tươi, ngon, an toàn, rõ nguồn gốc, không dập nát, không chứa hóa chất bảo vệ thực vật. Trước khi chế biến phải rửa sạch tay, rửa thực phẩm bằng nước sạch. Cùng với đó, các dụng cụ chế biến như dao, thớt, rổ cần được vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, để bảo đảm an toàn, người dân nên sử dụng bình, lọ bằng thủy tinh, gốm sứ rửa sạch để muối dưa, cà. Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý, khi muối dưa, cà, nên ngâm chìm trong nước muối và dùng dụng cụ nén kín. Tùy điều kiện thời tiết, nếu nóng ấm thì thời gian lên men nhanh hơn. Khi dưa, cà chua nên bảo quản trong tủ lạnh. Vào mùa hè, nhiều gia đình ưa thích món cà muối sổi. Thậm chí, chỉ cần muối sổi một vài tiếng, chưa bảo đảm cà được lên men nhưng họ đã sử dụng ngay. Thói quen này dễ gây ra ngộ độc. Bởi dưa, cà được muối sổi, vẫn còn xanh, khi mới lên men có thể phát sinh cả vi khuẩn gây hại, chưa đủ tính axit để diệt loại vi khuẩn này. Mặt khác, người dân cũng không nên ăn dưa cà muối để lâu bị khú, đóng màng trắng, nấm đen gây hại cho sức khỏe. Không nên ăn quá nhiều dưa cà muối, nhất là không ăn khi đói. Khi ăn nên vắt sạch dưa để giảm độ mặn và độ chua của thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cũng đưa ra khuyến cáo để phòng ngừa ngộ độc do nhiễm botulinum khi ăn các thực phẩm lên men như dưa muối, măng muối, cà muối thì thực phẩm đó cần phải bảo đảm có độ chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Đặc biệt, khi cà hay dưa muối để lâu sẽ xuất hiện hiện tượng nổi gián, cú và sẽ bị chua, do đó cần được loại bỏ tránh những nguy cơ ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng đồ hộp để tránh bị ngộ độc botulinum. Trong những tháng gần đây đã xảy ra một số vụ ngộ độc botulinum khiến nhiều bệnh nhân nguy kịch. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, độc tố botulinum rất độc, chỉ một lượng chưa đến 0,1mg đã có thể gây tử vong.
Vi khuẩn gây độc botulinum có đặc điểm chỉ phát triển trong môi trường thiếu không khí và không phát triển được trong môi trường chua, pH nhỏ hơn 4,6, mặn, nồng độ muối ăn lớn hơn 5%. Các thực phẩm khi chế biến có lẫn một vài bào tử vi khuẩn do quy trình sản xuất không bảo đảm sạch, sau đó được đóng gói kín vào chai, thọ, hộp, lon, túi mà không đủ độ chua, độ mặn như trên hoặc không được tiệt trùng thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và tiết ra độc tố botulinum. Khi ăn phải thực phẩm nhiễm botulinum, chúng sẽ nhanh chóng lan vào máu và gắn vào các dây thần kinh, gây các triệu chứng ngộ độc. Độc tố botulinum ngăn chặn các chức năng thần kinh và có thể dẫn đến tê liệt cơ và hô hấp. Để phòng tránh ngộ độc botulinum, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên tự đóng gói kín các thực phẩm trong hộp, chai, lọ, túi hút chân không và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với những đồ ăn đóng hộp hoặc ngâm chua chế biến sẵn trên thị trường, khi mua về cần được bảo quản an toàn với nhiệt độ dưới 30 C, tốt nhất từ 10 đến 21 C. Ngay sau khi mở nắp hộp để sử dụng nên bảo quản thức ăn trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 2 đến 3 ngày. Khi ăn các thực phẩm lên men như dưa muối, măng, cà muối, cần bảo đảm phải có độ chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Không sử dụng đồ hộp bị rò rỉ, phồng, nứt hoặc khi mở hộp thấy hiện tượng có bọt, biến màu hay mùi vị khác thường. Phần tiếp theo chương trình xin chia sẻ đến quý vị năm thói quen ăn uống là kẻ thù của hệ tiêu hóa, thậm chí còn tàn phá nhan sắc, gây ung thư nếu không bỏ sớm. Bệnh tật luôn là nỗi lo lắng của nhiều người, khiến bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình. Có nhiều nguyên nhân làm cơ thể mắc bệnh, nhưng thủ phạm số 1 thường đến từ việc ăn uống hàng ngày. Theo công bố của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Đại học Washington, Mỹ, trên toàn cầu có 11 triệu ca tử vong mỗi năm do ăn uống không lành mạnh. Họ cũng cho biết, nguy cơ tử vong do ăn uống thất thường còn cao hơn cả khói thuốc lá và bệnh cao huyết áp. Chưa kể bạn còn phải đối mặt với việc lão hóa sớm, dễ ốm đau và mắc ung thư. Chính vì vậy, hãy lưu ý ngay năm thói quen sau. 1. Ăn quá nhanh. Thói quen ăn nhanh bắt nguồn từ nhịp sống tất bật, hối hả của thời đại ngày nay. Ai cũng tranh thủ ăn cho xong bữa để còn thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc này thực sự gây hại cho hệ tiêu hóa hơn bạn tưởng, thậm chí làm nền tảng cho bệnh tật phát triển về sau. Cụ thể, ăn quá nhanh khiến bạn nhai không kỹ nên thức ăn khó bị nghiền nát đủ. Khi di chuyển xuống dạ dày phải mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, làm tăng gánh nặng cho đường ruột gây ra tình trạng đau, viêm loét dạ dày. Lúc này, các chất dinh dưỡng quan trọng sẽ khó hấp thụ và làm tăng cảm giác chướng bụng ngay sau khi ăn. Bên cạnh đó, thói quen này còn làm bạn không kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào, vô tình tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường. Thế nên dù bận tới đâu, chị em hãy ngồi xuống bàn ăn thật chậm rãi. Cố gắng nhai kỹ và tập trung vào chuyện ăn uống, hạn chế làm việc khác. Nếu có thời gian hãy nấu nướng để kiểm soát được chất lượng bữa ăn hơn. 2. Ăn trước giờ đi ngủ. Do tính chất công việc bận rộn nên nhiều người vẫn giữ thói quen ăn muộn, sau đó đi ngủ ngay vì mệt. Thế nhưng chuyện ăn đêm, cụ thể là ăn sau 8 giờ tối, luôn có nhiều tác động xấu đến sức khỏe con người. Đầu tiên nó sẽ gây quá tải cho hệ thống tiêu hóa, bởi về mặt sinh lý thì ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi. Mặt khác, việc dùng bữa quá cận giờ đi ngủ còn gây trằn trọc, khó ngủ do cơ thể phải tập trung xử lý thức ăn. Nếu không sửa sớm sẽ bị rối loạn đồng hồ sinh học, làm tăng nồng độ cortisol dẫn đến tăng cân và béo phì. Chưa kể bạn còn phải đối mặt với một loạt hậu quả khác như bệnh tim, trào ngược dạ dày, tiểu đường. Thời điểm lý tưởng để dùng bữa là khoảng 2 đến 3 tiếng trước khi ngủ, giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa. Tuy nhiên tốt nhất vẫn nên tránh ăn khuya, ăn tối muộn để phòng tránh bệnh tật và ngừa tích mỡ. 3. Ăn quá ít chất xơ. Chất xơ luôn là thuốc tiên của hệ tiêu hóa, ít nhất phải nạp đủ 25 gram mỗi ngày để đi tiêu đều đặn và ngăn ngừa táo bón.
Tuy nhiên vào những dịp nghỉ lễ, chúng ta thường ăn thịt cá là chính chứ rau củ thì hầu như không. Thói quen này sẽ khiến bạn cảm thấy nhanh đói, tăng nguy cơ mắc bệnh đường ruột, tăng lượng đường trong máu và đối mặt với bệnh trĩ. Nhìn chung bạn nhất định phải ăn rau xanh hàng ngày để ngừa bệnh và nâng cao sức khỏe. Chưa kể có một số loại như rau bina, bắp cải, cà tím, ớt chuông rất tốt cho da và tóc, giúp chị em cải thiện ngoại hình hoàn hảo hơn. Ăn rau cũng hỗ trợ giảm cân nữa nên hãy cố gắng bổ sung nhiều. 4. Ăn đồ tẩm ướp, nhiều muối. Các chuyên gia đã cảnh báo việc này từ lâu nhưng ít người để tâm. Theo đó, ăn đồ tẩm ướp nhiều và đồ mặn không chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa mà còn tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Cơ thể khi hấp thu trên 5 g muối mỗi ngày sẽ khiến các chất nhầy trên niêm mạc dạ dày bị tan, từ đó thúc đẩy các yếu tố gây bệnh vì hệ tiêu hóa đã mất đi hàng rào bảo vệ. Vậy nên hãy cố gắng hạn chế ăn các loại xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói càng nhiều càng tốt. Chúng thường bị tẩm ướp nhiều muối để bảo quản nên rất có hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, các bà nội trợ cũng đừng nêm nhiều muối vào bữa cơm nhà, ăn nhạt mới giữ sức khỏe lâu dài được. 5. Ăn thực phẩm để qua đêm. Đây là thói quen hầu như nhà nào cũng mắc phải, do ai cũng tiếc của không muốn bỏ phí đồ ăn. Dù tiết kiệm là tốt nhưng cần hiểu rằng những thực phẩm để qua đêm thường bị biến đổi và trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn gây hại. Quá trình này sẽ tạo ra nitrat, nitrit gây hiện tượng nhiễm độc và ung thư. Để tránh tình trạng này, phụ nữ nên xem lại và nấu sao cho cả nhà vừa đủ ăn, đi chợ không nên thấy rẻ mà mua quá nhiều. Tốt nhất không nên ăn lại đồ thừa bởi dù có hâm lại thì cũng không thể tiêu diệt được vi khuẩn. Khi buộc phải bảo quản thì nên để trong tủ lạnh để tránh sự phát triển của các chất độc. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung: vào thời điểm giao mùa, nên ăn 3 thứ, uống 3 loại nước, làm 3 điều để cơ thể luôn trẻ trung và ít bệnh tật. Đẹp trẻ khỏe là những thứ mà ai cũng muốn có dù ở độ tuổi nào. Thế nên không gì tốt hơn là nắm ngay công thức ăn 3 uống 3 làm 3 để đạt được nhanh chóng. Y học cổ truyền tin rằng giao mùa là thời điểm mà cơ thể dễ mắc bệnh nhất. Bởi lúc này thời tiết nắng mưa thất thường nên rất dễ viêm họng, viêm mũi, cảm lạnh và mắc bệnh tiêu hóa. Nếu không biết cách bảo vệ sức khỏe trong lúc này thì cơ thể sẽ dễ dàng suy yếu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như nhan sắc. Chúng ta cần bảo vệ sức khỏe thế nào? Theo các chuyên gia, bệnh tật không chỉ đến từ thời tiết mà còn liên quan đến thói quen ăn uống mỗi ngày. Vậy nên nếu muốn trẻ khỏe, chị em cần nắm rõ quy tắc ăn 3 uống 3 làm 3 và thực hiện thường xuyên. Ăn 3 gồm củ sen. Hầu như tất cả mọi bộ phận của sen như hoa, lá, rễ đều có công dụng chữa bệnh, đặc biệt là củ sen. Ở Trung Quốc, người ta thường ăn thịt heo hầm củ sen để giải độc và tăng sự gắn kết trong gia đình. Ăn củ sen vào thu còn giúp dưỡng ẩm, giải nhiệt, giảm cơn khát và làm sạch tim. Củ sen vừa ngon vừa bổ luôn là cực phẩm hàng đầu khi chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, củ sen vừa không chứa nhiều calo lại còn giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nó còn điều hòa nhu động ruột và giảm cảm giác thèm ăn nên rất thích hợp với người ăn kiêng. Chị em nên thường xuyên ăn củ sen để giảm cân và điều trị da khô nước nẻ, khô mũi họng. Đậu phụ. Chúng ta nên chọn các loại thực phẩm càng dễ tiêu càng tốt. Vì lúc này, ruột đang tương đối mỏng manh nên ăn nhiều thức ăn dầu mỡ sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa. Cho nên, hãy dùng một trong những thực phẩm đại bổ được ví là tốt hơn yến xào vào lúc sang thu chính là đậu phụ. Hầu hết các loại đậu phụ đều có tác dụng tỳ dị, xua tan khí ẩm, thanh nhiệt, giải độc rất phù hợp cho thời điểm này. Đối với phụ nữ nói riêng, nó còn giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, ngừa rụng tóc và làm giảm quá trình lão hóa từ trong ra ngoài. Ngoài việc ăn như bình thường, bạn có thể chế mặt nạ từ đậu phụ để giữ độ đàn hồi da và làm căng cơ mặt. Nấm hương, hay còn gọi là nấm đông cô. Nấm hương là loại thực phẩm được đánh giá rất cao nhờ hương vị thơm ngon và nhiều lợi ích sức khỏe. Chúng rất ít calo và giàu chất xơ nên tốt cho tim mạch lẫn xương khớp.
Nấm hương có công dụng hệt như các loại nước sốt miệng giúp chữa viêm nướu và bệnh nha chu. Nếu tăng cường ăn nấm hương, cơ thể sẽ dễ dàng thải độc, dưỡng khí huyết và cường tráng tỳ dị. Một vài nghiên cứu khác còn xác nhận rằng nấm hương giúp ngăn ngừa sự phát triển của khối u dẫn đến ung thư. Uống ba gồm nước chanh. Uống nước luôn là việc mà ai cũng phải làm hàng ngày, nhưng uống sao cho đúng cách thì không phải ai cũng rõ. Thay vì chỉ uống nước lọc, bạn hãy vắt thêm một ít chanh vào để tăng thêm lợi ích. Uống nước chanh thường xuyên sẽ giúp xóa tàn nhang, giảm cân, tăng sức đề kháng, hạ mỡ máu và huyết áp. Nước củ cải trắng. Giao mùa thường khiến cho cơ thể luôn bị khô, cho nên để giữ ẩm thì không gì tốt hơn là uống nước củ cải trắng. Các nhà dinh dưỡng cho biết, nước củ cải trắng có thể thúc đẩy hệ tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn, tăng tốc độ nhu động ruột, giảm ho và giảm đờm. Càng uống thường xuyên thì bạn càng ít bị ho và dễ đi đại tiện hơn. Nước hoặc sữa bí ngô. Vào thu là lúc mà bí ngô ngon và bổ nhất, cho nên việc uống nước bí lúc này lại càng có lợi. Trung y cổ xưa cho rằng bí ngô có tính ẩm và vị ngọt giúp làm ẩm ruột, nhuận tràng. Còn theo quan điểm của y học ngày nay thì nó giàu pectin, hỗ trợ cơ thể giữ nước và ngăn ngừa táo bón rất tốt. Mỗi ngày chỉ cần uống 1 đến 2 ly là đã đủ dưỡng chất cần thiết rồi. Làm 3 việc gồm: đi ngủ sớm. Ngủ đủ là việc đầu tiên cần phải làm để đảm bảo sức khỏe vào này. Y học tin rằng mùa hè cơ thể đã đổ mồ hôi nhiều nên rất tốn sinh lực, cho nên mùa hè là lúc mà cơ thể tự sửa chữa. Thời tiết trời thu khá lạnh nên bạn cần phải giữ ấm nhiều hơn, ngủ trước 11 giờ để cơ thể được nghỉ ngơi và thải độc gan. Bảo vệ lá lách và dạ dày. Sau mùa hè nắng gắt, đa phần mọi người đều bị suy nhược tỳ dị và lạnh bụng do ăn nhiều đồ lạnh. Cho nên lúc trời chuyển sang thu, bạn cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe lá lách và dạ dày nhiều hơn để duy trì khí huyết. Hãy chăm ăn nhiều hơn các thực phẩm như khoai lang, đậu phộng, hạt sen và hạn chế dùng đồ lạnh. Bớt tức giận. Tức giận là hành vi không chỉ làm bạn xấu trong mắt người khác mà còn gây hại sức khỏe. Càng tức giận nhiều thì khí huyết trong người càng mất đi, từ đó sinh táo bón, vàng da và gây mệt mỏi. Vậy nên dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên kiềm chế cơn tức giận và rũ bỏ những chuyện bực mình.